Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu về dịch vụ hút mỡ với công nghệ. Vậy bắt đầu, mục đích của hút mỡ với công nghệ để làm gì? Tất nhiên, như dịch vụ trước, qua các clip trước đã trao đổi với các bạn, hút mỡ bên cạnh cái việc tạo dáng thì hút mỡ với công nghệ nó có một cái vai trò rất là quan trọng, đó là phòng ngừa rạn nứt da ở các bạn chưa mang thai. Bởi vì với cái hút mỡ của công nghệ, chúng ta tạo được một cái lớp sơ sợi nằm bên dưới lớp da vùng bụng. Và chính vì điều đó cho nên nó sẽ giúp cho các bạn có một sự vững chắc ở lớp da, và khi mang thai các bạn sẽ hạn chế được cái độ rộng của cái đường nứt rạn cũng như độ dài của đường nứt rạn. Đi vào cái việc hút mỡ bằng công nghệ là như thế nào? Chúng ta cũng như là kỹ thuật dùng những tính năng của công nghệ RF, tức là sóng radio. Chúng ta dùng tính năng của laser, tức là nhiệt lượng phát ra từ tia laser. Chúng ta dùng sức nóng cũng như là dùng sóng siêu âm để chúng ta phá vỡ các tế bào mỡ, và từ đó chúng ta sẽ hút cái lượng mỡ đó ra. Các bạn nhớ nguyên tắc của hút mỡ là dùng tính năng về nhiệt lượng cũng như về sóng âm cũng như về sóng radio để làm vỡ, làm bể tế bào mỡ, và khi bể vỡ đó chúng ta mới hút ra. Các bạn nhớ là như vậy. Thì về nguyên tắc của RF có nghĩa là một đầu thu, một đầu phát, và giữa cái đầu thu và phát này nó phát ra một mức năng lượng, đó là sức nóng, nó làm tế bào mỡ bể. Sóng âm có nghĩa là phát ra sóng trên cái tần số hội thoại của chúng ta, tức là khoảng 18.000, 20.000 hạt gì đấy, thì nó làm cộng hưởng với lại cái màng của tế bào mỡ, nó làm cho cái màng vỡ ra. Laser có nghĩa là dùng cái bước sóng ánh sáng khuếch đại, chúng ta làm cho cái bước sóng nó như vậy, nó làm cho tế bào mỡ rung và bể vỡ ra. Như vậy, mỗi một công nghệ nó có một ý nghĩa khác nhau. Công nghệ tác động vô lớp mỡ sâu nhất là công nghệ RF, có nghĩa là sóng radio. Công nghệ cạn nhất là sóng khuếch đại ánh sáng, tức là laser đó các bạn. Và công nghệ siêu âm có nghĩa là cái tần số đẩy này nó cộng hưởng với những cái tế bào mỡ mà có cùng cái bước sóng với lại cái sóng âm đó. Như vậy cái sóng siêu âm là nó vỡ đều với nhau. Thế thì về tác hại, các bạn sẽ hỏi là có nguy hiểm gì không? Hoàn toàn không có nguy hiểm gì cả. Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta dùng cái sóng siêu âm đó ở mức nào, tức là sau cái lần đưa cái đầu nó vào dưới da, và chúng ta sẽ, cái người bác sĩ sẽ đánh giá gọi là cái mức độ tác động của cái công nghệ mình sử dụng đến đâu. Hiện tại các bạn nghe đến ở MCAT có công nghệ Libomatic và Citori Bellview, thì những công nghệ đó là như thế nào? Do cái lớp mỡ của người Việt Nam là lớp mỡ vừa sâu, tức là nó nằm ở tầng sát cơ, cũng như là lớp mỡ đó nó khá dày, cho nên tôi sử dụng cái công nghệ body tie, tức là sóng radio để làm tan cái vùng mỡ đó đi. Cái công nghệ thứ hai mà tôi muốn áp dụng ở đây đó là Libomatic, tức là sự cải thiện của cái tay cầm. Thay vì chúng ta phải tác động lên tay cầm với một cái lực đưa tới, thụt lùi về sau, thì với cái công nghệ Libomatic, toàn bộ cái lực đưa tới về sau sẽ rất nhẹ nhàng, giống như người nghệ sĩ kéo cái đàn violon thôi các bạn. Nó nhẹ nhàng đến mức như vậy. Và cái Bellview, Bellview là một loại máy hút mỡ với tốc độ cao dành cho những người sống ở xứ lạnh trở về. Ở nước ta thì đặc biệt ở khu vực phía Bắc có khoảng 4 tháng mùa đông và mùa xuân cũng hơi lạnh, cho nên là những bạn ở phía Bắc có lớp mỡ khá dày, và chính vì lớp mỡ đó cho nên cái công nghệ Bellview sẽ giúp chúng tôi cải thiện cái lớp mỡ cho các bạn sống ở vùng lạnh đó. Và cái công nghệ sau cùng đó là Citori. Citori là một trong những công nghệ mà vừa hút mỡ xong, chúng ta có thể vừa lọc ra được tế bào gốc tươi để sẵn sàng cho việc bổ sung cái mỡ cũng như tế bào gốc lại cho chính cơ thể của các bạn.
thì bốn công nghệ này đang là bốn công nghệ dẫn đầu trên thế giới. Bốn công nghệ này đang có mặt tại MCAS: Citori của Mỹ, Libomatic của Bỉ, Belgium, Bodytie của Israel và Bellville cũng của Mỹ. Và qua cái phần giới thiệu này, chúng tôi muốn tóm tắt lại là các bạn hãy nhớ hút mỡ không phải đơn thuần. Hút mỡ với công nghệ không phải đơn thuần là chỉ tạo dáng, mà còn dự phòng tránh những trường hợp rạn nứt quá lớn cho các bà mẹ khi mang thai. Cái điều thứ hai, trong hút mỡ thì công nghệ RF, tức là công nghệ sóng radio, sẽ là tác động sâu nhất. Và tùy từng cái lớp mỡ, từng vùng địa phương các bạn sống, thì người bác sĩ sẽ sử dụng một công nghệ khác nhau. Và điều sau cùng, sản phẩm mỡ lấy từ công nghệ Citori hay Libomatic giúp cho các bạn có được cái tế bào gốc tự thân của mình để giải quyết cái vấn đề trẻ hóa của da mặt. Thân ái, hẹn gặp lại các bạn.